Xin chào các bạn đang nghe câu chuyện Hai đứa trẻ phù tử của tác giả Bắc Nam, audio do Đam Ý Tưởng Truyền thực hiện, tập 12. Nhiếp Duy Sơn cầm chiếc áo bông, mặc thì mặc, không mặc thì cười ra đàng hoàng, bị chèn lấn rồi xuống đất mà còn đi tiếp, cậu uống nhầm thuốc đó hả? Tôi đang suy nghĩ, không để ý. Doãn Thiên Sương cũng không trả lời trực tiếp, nhận lấy áo xong thì đi xuống tầng. Trong nhà ăn người đông nghìn nghịt, dãy hàng xếp trước khu lấy đồ ăn có thể để chết người. Có lẽ tới lượt rồi thì cũng chẳng còn đồ ăn ngon gì. Ê Tiểu Sơn, Thiên Sương. Bằng Bằng đứng trong góc phía đông nam vẫy tay với bọn họ. Là để ăn lẩu băng chuyền đi. Ba người ngồi trong góc đông nam của căng tin ăn lẩu băng chuyền. Bằng Bằng cho thịt vào rồi nói. Hai ngày nay mưa mái không ngừng, lạnh chết mất thôi. Mai tôi định mặc áo phao đây. Đúng rồi, hai ông thế nào rồi? Nhiếp Duy Sơn nhớ ra đây là kẻ cầm đầu bên hỏi. Bằng Bằng, tối hôm đấy ông nói gì với cậu ấy hả? Có nói gì đâu, cậu ta nói là mình rất quan tâm. Bằng Bằng chưa nói xong thì đã bị bịt miệng lại. Tường vừng quanh miệng đều bị chui sạch sẽ. Doãn Thiên Sương nháy mắt ra hiểu khẽ kêu. Không được nói, để tôi nhúng cho miếng thịt. Nhiếp Duy Sơn nghe hai người bên cạnh nhau thì thầm nói chuyện, thì ăn qua loa mấy miếng rồi rút lui. Doãn Thiên Sương cũng không nhận ra, lúc quay đầu lại mới phát hiện đối phương đã đi ra khỏi căng tin. Bằng Bằng, tôi no rồi, đi trước đây. Cậu quét thẻ cơm tính tiền rồi vội vàng đuổi theo ra ngoài. Đuổi tới tòa nhà hành chính thì trông thấy Nhiếp Duy Sơn cũng đang uống sữa chua ở quầy bán đồ ăn vặt. Cậu đi tới ngồi xuống đối diện thì phát hiện trên bàn còn đặt một hộp nữa, ống hút cũng đã cắm ngay ngắn. Cả hai cũng đều không vui lắm, nhưng cái chính là cũng không biết tại sao đối phương lại không vui. Uống xong cũng thấy chua loét, Doãn Thiên Sương lên tiếng trước. Lúc nghỉ giữa giờ cậu vào lôi tranh nói chuyện gì đấy, không thấy người khác đều buồn ngủ hả, còn hăng hái như vậy. Nhiếp Duy Sơn thì trả lời, nói về chiến lược, lần chơi bóng tới thì muốn chỉ đám sinh viên đại học sư phạm, lần trước bọn tớ thua. Hắn mặt lạnh, cũng bắt đầu phản kích. Tại sao cậu lại mượn bài tập của Trương Tiểu Tề, cả lớp nhiều người như vậy, sao chỉ tìm cậu ấy? Doãn Thiên Sương trả lời rất đương nhiên, độ chính xác cao chứ viết rõ ràng, mượn cái là được. Trong căng tin tớ thích bánh nhân thịt nhất, mượn bài tập trong lớp tớ thích mượn Trương Tiểu Tề nhất, mượn cậu thì cậu làm hả? Đã lâu Nhiếp Duy Sơn chưa đánh người sắp không nhìn được nữa, hắn cố gắng kiềm chế để hỏi tiếp. Cậu hò hét với Kiến Cương làm gì, chép bài tập mà còn không biết cục đuôi lại hả? Cậu còn nói tớ từ bao giờ mà cậu biết chủ động đi hỏi bài thế, hay là ông chú? Ông chú khống hả? Doãn Thiên Sương vẫn còn vội nhớ nội dung nói chuyện của đám con gái, thế nhưng nói ra thì miệng hơi xấu hổ, nên âm lượng cũng giảm thấp xuống. Nhiếp Duy Sơn nghĩ mãi rốt cuộc thì mới hiểu. Mẹ nó, tớ hỏi bài còn không phải là vì cậu hả? Là ai đang ra sức chép bài hả? Tớ mà không lên cản Kiến Cương lại, bộ cậu lộ từ lâu rồi. Lại còn khống cái gì cơ? Tớ là một tên ngu ngốc khống đấy. Doãn Thiên Sương bị xài bảo mà bối rối. À, thế thì hòa nhau rồi, hiểu lầm. Chưa hòa, cậu vào Bằng Bằng là có chuyện gì? Nhiếp Duy Sơn hút hồ một ngụm cuối cùng cũng hết sạch hộp sữa chua. Sao lại ít trao đổi mấy thứ vô dụng đi? Chỉ toàn là đưa ra ý kiến thối nát. Đã thấy hết lần này tới lần khác, người ta nói gì cậu cũng tin. Nhiếp Duy Sơn đi về phía lớp học. Doãn Thiên Sương cũng cầm hai hộp rỗng trả cho ông chủ tức giận nói. Sữa chua của chú chua quá đấy hả? Vốn chỉ không phải để người uống mà. Hai người đi một trước một sau, cách nhau một đoạn rất dài nhưng suy nghĩ thì đều giống nhau. Đấy chính là tình yêu sao? Một chuyện vớ vẩn cũng có thể làm cho người ta phát điên. Cậu nhìn tôi chằm chằm, tôi lại quan sát cậu, với ai cũng có thể ghen đôi chút. Cứ đi rồi cũng tiêu tan. Doãn Thiên Sương đuổi theo, bước chân của Nhiếp Duy Sơn cũng chậm lại, cuối cùng trở thành song song. Cuộc thi ngày kia tớ muốn đi đôi giày cậu tặng. Vậy thì tớ sẽ thắt hai cái nờ cho cậu để cậu có thể thảo thượng phi. Cậu còn phải đứng ở vạch đích chờ tớ, dang rộng cánh tay. Được, phải xông vào đúng chỗ đấy, vị trí của trái tim nằm ở bên trái. Tối thứ sáu đã được đỉnh trước không thể bình tĩnh, bởi huấn luyện kết thúc đúng giờ. Tần Triển lấy tư cách đội trưởng nhắc lại các vấn đề cần chú ý cho mọi người một lần nữa.
Cậu ta dặn dò, tôi làm lại lần nữa, địa điểm thi đấu là trường Nhất Trung, đúng 8:30 sáng tập hợp địa điểm danh, ai tới muộn thì hủy tư cách thi đấu. Đêm nay ở trong trường không được rời khỏi ký túc xá, sau 9 giờ sẽ có người đi kiểm tra bất chợt. Doãn Thiên Dương được coi như là học sinh ngoại trú, ngày xong thì về nhà, trên tàu điện ngầm chen chúc rất nhiều người, cậu đều tay nghe, danh sách phát ngẫu nhiên vậy mà lại phát tới bài Tài Họa Từ Ánh Trăng, cái gì vậy? Bài từ thời nào rồi mà còn trong máy của mình? Cúi đầu nhìn xuống thì thấy phía sau còn có mười mấy bài hát xưa cũ, xem ra là bố cậu dùng điện thoại của cậu để nghe rồi. Buổi tối cậu chỉ dội qua người bằng nước ấm, huấn luyện viên cao nói không được ngâm mình vì làm thế cơ bắp sẽ rán lỏng, bất lợi cho thi đấu. Bạch Mỹ Tiền thì gấp gọn quần áo để trên đầu giường rồi nói, mặc bộ này đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đừng căng thẳng, cứ coi như là đi chơi thôi. Lúc này Doãn Thiên Kết đi vào, chỉ mua cho mày một thỏi son dưỡng, ngày mai ra ngoài thấy khô thì bôi một chút. Cảm ơn mẹ, cảm ơn chị. Doãn Thiên Dương cũng bật ngửa trên giường, trên đầu còn cuốn một cái khăn lông, kết quả vừa mới cảm ơn xong thì lại bị bắt đầu soi mói. Còn không mặc bộ này đâu, cũ rồi, không có đẹp. Cuối cùng cậu quyết định mặc bộ đồ mới mua kia, ngoại trừ hơi mỏng một chút, về cơ bản thì cũng rất hoàn hảo. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Doãn Thiên Dương lên giường ngủ, nhắm mắt vào thì lại bắt đầu nghĩ, ngày mai cậu sẽ chạy thử mấy thứ nhỉ? Lỡ chạy nhanh quá rồi sổ Nhiếp Duy Sơn bay xa thì phải làm sao bây giờ? Càng nghĩ thì càng kích động, cuối cùng cậu dứt khoát là một ván cờ caro. Cái người nào đó ở trong con hẻm bên cạnh cũng đang rất kích động. Đêm hôm lạnh cam cam không ngủ mà lại lau xe điện ở ngoài sân, lau xong còn lắp một tấm đệm mới vào chỗ ngồi ở phía sau. Nhiếp Dính Phú dựa vào bên cạnh cửa ăn táo rồi đoạn nói, anh, không lẽ cái đệm này của anh là để lót cho anh Dương Dương hả? Không phải thế thì chẳng lẽ lót cho mày hả? Nhiếp Dị Sơn đi tới cạnh áo giặt khăn, nước ngầm lạnh buốt khiến cho bàn tay đỏ ửng cả lên. Dính Phú lắc đầu một cái thở dài, anh Dương Dương rắn chắc như vậy, có ngồi thảm đình cũng chẳng sao, anh khinh anh ấy quá rồi đấy. Nhiếp Dị Sơn rửa xong chuẩn bị quay về phòng, không rảnh buồn với mày, sáng mai phải đi xem thi đấu. Đi cùng đi à? Dính Phú phứt hạt táo đi, thì ở trường bọn em mà ngày mai đại hội học sinh bọn em còn phải làm tình nguyện viên, nhưng tiếc là tình nguyện viên chỉ làm việc phạt. Nếu để em bấm đồng hồ thì tốt rồi, em sẽ bấm luôn tranh Dương Dương huy chương vàng. Trầm lòng của Nhiếp Duy Sơn chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nếu Nhiếp Dính Phú ở đó thì những lời mà Doãn Thiên Sương đã nín nhịn mấy ngày này còn thuận lời nói ra được nữa không này? Sáng sớm hôm sau ba người cùng xuất phát, Doãn Thiên Dương đeo ba lô theo, bên trong có giày chuẩn bị dùng phần nước. Dính Phú hỏi, thẻ dự thi đã mang theo chưa à, để bọn em kiểm tra. Mang rồi, mang rồi, đến lát nhớ phục vụ anh thật tốt đấy. Doãn Thiên Dương mặc một chiếc áo phao dài nên không gian chân ra được, cậu ngồi một bên, một tay ôm mèo Nhiếp Duy Sơn. Mấy tình nguyện viên bọn em có quyền gì vậy chứ, có thể biết điểm trước không? Đương nhiên là không. Dinh Phú cũng khụt khịt mũi, anh bồi cái gì vậy, sao thơm thế? Doãn Thiên Dương cũng hơi xấu hổ, cậu có xịt một chút keo để tóc vào nếp hơn, bởi vì Nhiếp Duy Sơn sẽ đứng ở vạch đích chờ cậu, mà mái tóc sau khi chạy nhanh nhất nhất định là không còn đẹp trai. Đúng 8:30 thì đến được cửa trường Nhất Trung, nhóm vận động viên đều đã tập hợp ở cửa để điểm danh. Dinh Vũ đi thẳng vào trường để chuẩn bị, Duy Sơn lấy cặp của Doãn Thiên Dương xuống rồi nói, đi thôi, tớ theo sát ở phía sau. Doãn Thiên Dương vui vẻ chạy tới, ký xong lại chạy trở về rồi bỗng nói, Tần Triển đúng là không đáng tin, hôm qua cậu ta còn dọa là người tới muộn sẽ hủy tư cách thi đấu, cuối cùng thì chính cậu ta lại chưa tới. Đúng rồi. Doãn Thiên Dương cảm thấy một cơn gió thổi tới, cậu lấy thỏi son dưỡng rồi vặn mở, chỉ tớ mua cho tớ, thử xem sao. Sợ người khác nhìn thấy cậu còn vừa che miệng vừa bôi xong thì hỏi Nhiếp Duy Sơn, cậu cũng thử chút đi. Nhiếp Duy Sơn mím miệng lại, còn người cứng cỏi không thể chấp nhận được. Doãn Thiên Dương lấy ngón áp út khò lên môi mình, sau đó đưa tới trước mặt Duy Sơn.
thử chút đi, thời tiết khô hanh. Nhiếp Duy Sơn cúi đầu, đôi môi cũng không mở ra, đầu ngón tay nhỏ nhỏ đầy đàn cổ xoắn thiên dương quét qua quét lại trên môi hắn, lưu lại một mùi thơm hoa quả thoang thoảng. Quần áo mới, giày mới, trên tóc xịt keo còn có son sướng môi. Hắn cảm thấy hôm nay Doãn Thiên Dương làm đẹp quá đà, nhưng đây là đẹp cho hắn xem mà quả thật, hắn cũng chỉ muốn được nhìn đối phương mãi không thôi. Anh Sơn! Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đồng thời quay đầu lại, trông tới tần triển, cầm hai cái bánh bao kẹp thịt trên tay chạy về phía bọn họ. Nhìn bộ dạng thì có vẻ là vừa mới điểm danh xong. Doãn Thiên Dương tiến lên hai bước đón rồi cố ý nói, ông tới muộn hủy tư cách thi đấu. Tần triển nói, đừng nói nữa, tôi đi mua bánh bao kẹp thịt đó, kết quả là cửa hàng hay mua kia thì không mở, phải đi vòng hai phố mới mua được đấy. Xoán tiền sường thì cũng hơi nói bụng, tôi cũng không dám ăn nhiều, sợ chạy không nổi, nên buổi sáng chỉ uống một cốc sữa bột. Vậy ông ăn mấy miếng đi. Tần triển đưa chiếc bánh bên miệng Xoán tiền sường, còn mặt quay về phía Nhiếp Duy Sơn. Anh Sơn, đợi lát nữa anh xem em phát huy ha, chắc chắn sẽ khiến cho anh giật mình. Kể ra mà nói thì Tần Triển cũng là một người thần kỳ. Cậu ta đốt cho Doãn Thiên Dương ăn khiến Nhiếp Duy Sơn mất hứng, lại nhiệt tình với Nhiếp Duy Sơn làm cho Doãn Thiên Dương không vui, mà chính cậu ta thì lại không cảm nhận được chút nào. Ăn xong thì mỗi tay lôi kéo một người, cậu ta hớn hở đi vào trong trường nhất trung, còn thở dài nói, trường trung học trọng điểm của thành phố đúng là nghiêm túc. Ngày đó học sinh xếp cuối của trường này cũng toàn là 80 điểm trở lên, có thật không vậy? Tùy vừa nãy Doãn Thiên Dương không vui, nhưng dù sao cậu vẫn ngưỡng mộ Tần Triển bèn tiếp lời. Làm gì mà nói quá thế, không thì hỏi Tiểu Vũ xem thử. Thịch, anh Vũ cũng ở đây hả? Hôm nay không phải Tần Triển đến để thi đấu mà thật ra là đi họp mặt mới đúng. Tôi quên mất là anh Vũ học trường này, anh Vũ đúng là châu bò, không phục không được. Tình nguyện viên đã đi vào vị trí, nhóm người nhà cũng đều đang chờ ở khu vực chỉ định, còn vận động viên thì xếp hàng theo thứ tự tại chỗ kiểm tra. Nửa tiếng sau, các trọng tài đã vào chỗ, tổ vận động viên đầu tiên vào sân, hiện trường vốn dĩ ầm ĩ lộn xộn cũng đã trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung lên đường đua. Một tiếng súng nổ vang, một làn khói trắng nhỏ phun vào không khí. Trong nháy mắt các vận động viên đứng tại vạt đích xuất phát chạy vụt lao về phía trước, vốn không thể dùng mắt thường để nhìn xem ai trước ai sau. Tần triển đang xoạc chân làm nóng người trên thao trường, cậu ta ngửa đầu nhìn Dinh Vũ mà tò mò hỏi, anh Vũ, cậu và chị Thiên Kết có tiến triển gì không? Vẫn thế thôi, nhưng cũng không thể nói là không có. Dinh Vũ chắp tay sau lưng giống như cán bộ, mà tôi hỏi này, tốc độ của một tổ thuộc hàng chung này là ưu tú. Tần triển lại ngó nhìn, còn xem là so với ai. Nếu so với tôi thì là hàng chung, còn so với Thiên Sương thì là ưu tú. Nói xong lại có phần tiếc nuối. Cậu học giỏi thì thôi, nhưng không phải là thành tích của anh Sơn cũng kém hả? Nếu anh Sơn cũng vào đội điền kinh thì tốt rồi. Sinh Vũ nói, anh tôi đi vứt rác thôi thì cũng muốn đi xe điện, xưa này không thích vận động đâu. Thật hả? Tần triển nhìn về phía xa, trông thấy Nhiếp Duy Sơn đang khoác vai Doãn Thiên Dương đứng xem thi đấu. Cậu ta không kiềm được mà lẩm bẩm. Vậy sao anh ấy có thể chơi thân với Thiên Dương vậy nhỉ? Lấy tính chế động hả? Đang nói thì một tiếng súng vang lên, đã là tổ thứ hai ra sân. Chờ tới khi tổ thứ hai kết thúc thì thành tích của tổ đầu tiên cũng được thống kê. Sinh Vũ thành thời tuần tra trên thao trường, gần tới 10 rưỡi thì chuồn tới đứng cạnh Nhiếp Duy Sơn. Duy Sơn nhìn về phía tuyển thủ số 8 trên vạch xuất phát, nghiêm túc giống như một người phụ huynh. Tuyển thủ số 8 quay đầu phẩy tay, đợi lát nữa nhìn tớ ở thảo đường phi. Doãn Thiên Sương tham gia hai hạng mục, đây là hạng mục thứ nhất chạy cự ly ngắn. Tổng cộng có 8 người, cậu là số 8, còn Tần Triển là số 1, còn mấy người của trường khác. Tiếng còi sẵn sàng thổi vang, 8 người khom lưng dẫm lên xuồng cụ lấy đà, sau đó nhếch mông lên. Nhiếp Sinh Vũ cũng cười chỉ tay nói, mong anh Dương là lép nhất, anh ấy bao nhiêu cân ạ? Nhiếp Duy Sơn đạp Nhiếp Sinh Vũ ra, mẹ nó, đừng có nhìn vớ vẩn, ra sức cổ vũ cho anh. Vừa dứt lời thì tiếng súng và tiếng cổ vũ cùng vang lên, tổ này có thực lực rất mạnh, tất cả mọi người xung quanh đều tập trung lại ven đường chạy hò hết.
Nhiếp Duy Sơn ném quần áo vào ngực Dĩnh Vũ, sau đó nhấc chân chạy vọt vào thao trường. Trên đường chạy Tần Triển một mình một cõi, chỉ nhìn thấy chứ không thể tới với tới. Sức bật của Doãn Thiên Dương không tệ, nhưng đã từng vị trí thứ tư tuột xuống thứ bảy. Cậu cắn răng nhìn chằm chằm móng lưng của Tần Triển, nhớ lại ngày thi đấu với đối phương ấy, rồi liều mạng xông về phía trước, tới khi vượt qua vạch đích thì xếp hạng thứ 6 ngang hàng với người số 3. Nhiếp Duy Sơn cầm nước chảy tới, uống ngụm nhỏ đi, ổn định lại hơi thở. Doãn Thiên Dương nhận lấy nước, ánh mắt thì tìm kiếm bóng dáng của Tần Triển. Trông thấy Tần Triển đã đi ăn xúc xích, cậu nói với vẻ thất bại. Chênh lệch quá xa, tớ còn có thể tham gia thi đấu các trận đấu lớn được không vậy? Nhiếp Duy Sơn thì an ủi. Bọn họ vốn là chuyên nghiệp, huống hồ cậu mới tập luyện được bao lâu đâu. Có ai thi đấu lần đầu tiên đã lấy được huy chương vàng chứ? Cũng đúng, tớ vẫn còn có thể tiến bộ. Doãn Thiên Dương tiếp thu được lời khuyên nhủ, rồi cậu nhìn đồng hồ. Tớ còn một hạng mục chạy cự ly dài, tới lát nữa khi bắt đầu thì cậu đứng ngoài vạch đích chờ tớ đấy. Nhiếp Duy Sơn cũng khẽ nhắc nhở, không cần biết cậu chạy được thứ mấy thì lời chuẩn bị nói nhất định phải nói. Cho dù xếp thứ nhất từ dưới lên thì cũng phải nói với tớ xong rồi hãng chán nản. Doãn Thiên Dương mắng, con mẹ nó, cậu không thể chờ mong điều tốt đẹp cho tớ hả? Nửa tiếng sau lại vào trận một lần nữa, Doãn Thiên Dương vẫn là số 8, Nhiếp Duy Sơn đứng bên ngoài vạch đích, chồng hai người không thể nói xem là ai căng thẳng hơn. Thiên Dương, lát nữa chạy thì theo tôi, lực chú ý cứ tập trung vào sau gáy tôi. Tần Triển đứng cách mấy người dặn dò Doãn Thiên Dương, lúc tới tăng tốc thì nhất định ông cũng phải đuổi theo, còn trận này thôi, chạy xong chúng ta đi ăn mừng. Doãn Thiên Dương biết ơn mà gật đầu với Tần Triển. Nội tâm của cậu trở nên kích động, một phần nhỏ là bởi vì sức hút của đấu trường, nhưng nhiều hơn nữa đó là khi chạy xong sẽ nói những gì cậu đã nín nhịn mấy ngày này với Nhiếp Duy Sơn. Chạy thua cũng chẳng sao cả, dù sao chạy xong rồi thì sẽ là người yêu. Trọng tài đã sờ súng, không ai dám chớp mắt bởi vì cho một cái chớp mắt cũng có thể khai hỏa chiến đấu. Vẻ mặt biểu ngữ thì bọn họ có thể được gọi là tráng sĩ. Các tráng sĩ giống như viên đạn được bắn ra ngoài. Tần Triển được bắn tới xa nhất, còn Doãn Thiên Dương thì theo ở phía sau, cách đó tới 4 người. Lúc vượt qua vạch đích phòng thứ nhất, Doãn Thiên Dương muốn nhìn Nhiếp Duy Sơn một cái, nhưng cậu nhớ tới lời Tần Triển nói, không được phân tán sự chú ý, phải nên lại càng cắn răng nhẫn nại. Nhiếp Duy Sơn đút tay vào túi quần, nhìn có vẻ như ung dung, nhưng thật ra toàn thân đều căng cứng. Ánh mắt luôn đặt trên người Doãn Thiên Dương chưa từng thay đổi. Chạy cử ly dài, thử thách sức bền, nếu mới bắt đầu đã dồn sức quá nhiều thì sẽ dễ mệt mỏi. Ngoài trừ Tần Triển bỏ xa người thứ hai một đoạn thì khoảng cách giữa những người khác cũng đều rất sát sao. Doãn Thiên Dương giống như một chiếc máy lặp lại, mắt chỉ nhìn chằm chằm gáy của Tần Triển, rồi từng vòng chạy, trong đầu cậu càng lúc càng trống rỗng, tựa như thời gian quay ngược trở lại. Lần đầu tiên Doãn Hướng Đông dẫn cậu và Nhiếp Duy Sơn tới sân thể dục của khoa đại chơi. Khi đó bọn họ vừa mới đi, ai cũng chập chững từng bước không vững. Bạch Mỹ Tiên lấy chiếc váy hoa của Doãn Thiên Kết sửa lại thành đồ ngủ cho cậu. Cậu mặc tới nhà trẻ, kết quả là bị Nhiếp Duy Sơn cười nhạo cả ngày. Lên tiểu học, Nhiếp Phong đưa cậu và Nhiếp Duy Sơn cùng tới trường. Duy Sơn ngồi yên sau, còn cậu thì ngồi trên sườn ngang. Năm Nhiếp Duy Sơn 8 tuổi lần đầu tiên sử dụng dao khắc, vừa bắt đầu đã cắt ra một vết lớn, cậu và đối phương cùng nhau chạy tới phòng khám kêu gào suốt cả một đường. Nhà bên cạnh có người tới xem nhà xem sân, cậu víu người nơi đầu tường nhìn lén, trông thấy Duy Sơn kéo vali hành lý đi ra khỏi cửa, thì trong lòng hoảng hốt mà ngã chồng vó. Duy Sơn chuyển tới nhà chú ba, cậu phải đi thêm nhiều bước nữa mới có thể trông thấy đối phương. Thân thể đã chạy tới nóng bừng cả lên, nhưng gió lạnh thì lạnh buốt. Đôi mắt cậu bị kích thích mà trở nên ẩm ướt. Nước mắt nơi đó giống như những trái lục và trái táo khi tới mùa chín, lay động sắp rơi xuống. Phòng cuối cùng, Tần Triển cũng bắt đầu tăng tốc. Doãn Thiên Dương rơi nước mắt giàn giụa cũng tăng nhanh bước chân. Lòng mày và trái tim của Duy Sơn cũng đều nhíu lại. Hắn nhìn thấy nét mặt và nước mắt của Doãn Thiên Dương thì cho là cơ thể của đối phương khó chịu,
Nửa vòng cuối cùng, mỗi bước xoắn thiên dương đều nâng chân tới cực hạn. Ánh mắt cậu rời khỏi sau gáy tần triền rồi nhìn về phía Nhiếp Duy Sơn đang đứng ngoài vạch đích. Nhiếp Duy Sơn rút tay khỏi túi quần, sau đó từ từ mở rộng vòng tay. Xoắn thiên dương mang theo nước mắt và cả nụ cười, nhớ tới lời đối phương đã nói, vị trí của trái tim nằm ở bên trái, vị trí ấy sắp trở thành của cậu rồi. Và khi vượt qua vạch đích cuối cùng, cậu không hề nhận ra mình đã vào tới hạng ba. Tiếng hoan hô và reo hò tràn ngập hai bên. Trong khoảnh khắc Doãn Thiên Sương xông tới trong lồng ngực của Nhiếp Duy Sơn, cậu bị ôm chặt lấy, tất cả nước mắt và mồ hôi đều cọ trên vai đối phương. Nhưng có ai ngờ tâm trạng còn chưa bình phục thì cậu đã bị kéo mạnh ra. Một đám đồng đội kéo cậu vào giữa bao vây, xô hết đẩy rồi lại đụng chạm. Thở mờ, Thiên Dương trẻ thứ ba là thứ ba đấy, hàng này thì ai cũng chẳng khác nào lấy huy chương á. Liên hoan đi, mua 3 két bia không được 4 két. Tôi còn hàng nhất đây này. Tần Triển hào hứng ôm Doãn Thiên Dương, lắc lắc mấy cái, sau đó quay người nhìn về phía Nhiếp Duy Sơn. Thế nào anh Sơn, có phải em làm anh rất kinh ngạc đúng không? Tuy đánh nhau thì em hơi kém một chút, nhưng điền kinh thì em là át chủ bài đấy. Nhiếp Duy Sơn cũng vừa định nói thì Dính Vũ xuất hiện mở miệng khen. Không ngờ đấy, thì đã trâu bỏ như vậy, anh Dương Dương cũng giỏi lắm, em ông thế nào? Kế hoạch đã vạch sẵn cũng không cản được sự biến hóa, nhưng trong chớp mắt nào là nhịp điệu thanh xuân, nào là sự lãng mạn của vận động viên đều đã bay theo gió. Cái đám vừa nhiệt tình vừa tốt bổng ngu ngốc này, bảo vệ xung quanh khiến Doãn Thiên Dương tức không được mà đi cũng không xong. Cậu không thể làm gì khác hơn là nhìn Nhiếp Duy Sơn bằng đôi mắt trông mong, ánh mắt còn chứa đựng sự xấu hổ. Nhiếp Duy Sơn không nói gì mà chen vào giữa khoác áo phèo lên người Doãn Thiên Dương, nhỏ giọng nói: "Đi ăn mừng cùng đồng đội đi, mọi người đều tốt với cậu như vậy, ăn uống no nê xong thì về nhà rồi nói sau, không cần vội." Doãn Thiên Dương nắm lấy ống tay áo của Nhiếp Duy Sơn: "Tớ không nghĩ sẽ thế này." Nhiếp Duy Sơn bật cười cũng xoa đầu của đối phương rồi đi. Hắn và Dính Vũ vừa về nhà ăn cơm, buổi chiều ở nhà chợp mắt một giấc, tới tràng vàng đi sang hẻm bên cạnh thì phát hiện Doãn Thiên Dương vẫn chưa về. Lần đầu tiên Doãn Thiên Dương được mở mang kiến thức về độ điên rồ của đội điền kinh. Bọn họ bắt đầu ăn cơm trong phòng riêng từ giữa trưa, uống 4 két bia liền tù tì cho tới hơn 3 giờ chiều. Mọi người ai nấy cũng ngả nghiêng siêu phẹo, trò chuyện, sùng sàng tới 5 giờ thì lại gọi món ăn chuẩn bị tới bữa tối. Bà bát tô bánh canh bị uống cạn sạch sành xanh, ra khỏi quán ăn cũng đã là hơn 8 giờ tối, Tần Triển kêu gọi: "Các anh em, có muốn đi hóng gió không?" Một đám người lại lũ lượt kéo nhau ra quảng trường khu đông. Anh chủ nói: "Các cậu đều uống bia đúng không? Vậy thì không được lên cầu, đi lượt 2-3 vòng là được rồi." Lần đầu tiên Doãn Thiên Dương tự mình lái, chậm vô thức lại đi tới ngã từ đường Công Nông. Cậu nhớ tới giấc mơ anh hùng cứu mỹ nhân kia, nhưng còn chưa nhớ lại xong thì đã trông thấy Tần Triển dừng xe ở ven đường. Tần Triển bốc hơi men, chống chân xuống rồi nói: "Lại nhớ ông đây từng bị đánh cho bầm dập ở chỗ này?" Doãn Thiên Dương ngạc nhiên hỏi: "Ông lợi hại thế, sao lại bị đánh vậy, ai làm?" "Ông không biết hả, anh Sơn đó." Tần Triển ôm mũ bảo hiểm: "Buổi tối hôm đại chiến ở bệnh viện ấy, bọn tôi lên cầu vượt đua. Tôi thua anh ấy không cần tiền mà đánh tới một trận báo thù cho ông." Doãn Thiên Dương xua tay nói: "Ông đùa đúng không? Cậu ấy không đánh nhau." "Cho nên tôi cũng thấy rất khó hiểu. Rõ ràng anh ấy lợi hại như vậy, tại sao ông chả biết gì thế?" Tần Triển lại nghĩ tới lần ở chợ đêm kia. "Cái đêm tôi đuổi ông rơi cả dép ấy, tôi ngừng chiến cũng vì nhận ra anh ấy có ở đó, tôi sợ bị đánh." "Nói tới chợ đêm, tôi còn gặp anh ấy bày hàng bán tạp chí nữa, anh ấy tặng miễn phí cho bọn tôi tập truyện xưa rồi nói là đợi tới khi ông gia nhập đội điền kinh thì mong bọn tôi nhường ông một chút." "Còn có cả cái lần ông bị bọn đội đá bóng đánh trọng thương kia, đúng thật là bọn tôi có chuẩn bị đi chút dần cho ông nhưng còn chưa tới khi bọn tôi..." Tần Triển lờ mà lờ mờ nói một lúc, rốt cuộc cũng nhận ra mình nói hớ. "Mẹ kiếp, mình lỡ miệng rồi." Doãn Thiên Dương nhìn đối phương chằm chằm: "Nói tiếp đi, đội bóng đá thì làm sao?" Tần Triển ấp úng: "Đội bóng đá rất mạnh, bọn tôi đang hơi do dự thì trông thấy anh Sơn băng qua đường chặn bọn nó lại, còn có cả anh Vũ, một phụt cờ lê kia cũng không phải tôi mà là anh Sơn."
Anh ấy bảo tôi nói là do đồ điền kinh làm. Trong đầu Doãn Thiên Sương vang lên từng tiếng om om. Cậu khởi động mô tô quay xe lại, phi tới quảng trường thì trả tiền rồi đi luôn. Trước khi đi còn hỏi anh chủ, anh ơi, anh biết Nhất Duy Sơn không? Anh chủ nói, anh nhớ cậu ta chết đi được đây. Nhiều người muốn đấu với cậu ta như vậy nhưng lâu rồi không thấy cậu ta tới. Anh kiếm ít đi bao nhiêu? Ban đầu Nhiếp Duy Sơn ngồi ở ngưỡng cửa chờ, sau đó chuyển ra đầu hẻm. Cuối cùng hiện tại đã đi hẳn ra đường lớn. Hắn dựa vào thùng thư xanh đợi người, đột nhiên điện thoại rung lên. Hắn nhận máy rồi hỏi, Doãn Thiên Sương đâu? Tần Triển nói, chắc cậu ấy cũng sắp về tới nhà rồi. Anh Sơn ơi, em nói với anh cái này anh đừng giận. Một chiếc taxi dừng lại, Nhiếp Duy Sơn nhìn thấy người qua cửa sổ xe thì nói vào điện thoại. Cậu ấy về rồi, không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây. Doãn Thiên Sương vừa xuống xe đã nhìn thấy Nhiếp Duy Sơn. Sau khi lại gần thì chân cậu trở nên mềm nhũn, giọng điệu cũng yếu đi. Anh Sơn tớ về rồi. Suýt chút nữa thì Nhiếp Duy Sơn khuỵu ngã xuống hắn nói. Cậu gọi tớ là gì? Khỏi phải nói cái bộ dạng nhỏ nhỏ kia của Doãn Thiên Sương có bao nhiêu khó coi. Mèn bìa khiến sắc mặt cậu đỏ ửng, còn sự thật thì làm cho cậu trắng bệch cả đi. Cậu đứng chồn chân ở ven đường chợt nói, tớ biết cả rồi, cậu đua mô tô rất giỏi, còn từng đánh Tần Triển, bọn đội bóng đá kia cũng là cậu đánh, tớ thì cứ như một thằng ngu chẳng biết cái gì cả. Diệp Duy Sơn túm Doãn Thiên Sương kéo vào trong phía hè lo lắng hỏi, cậu giận hả? Tớ không cố ý lừa cậu, nhưng cậu dễ kích động như vậy, nếu biết được thì sau này càng to gan hơn, rồi mỗi ngày tớ lại phải giúp cậu đánh nhau. Doãn Thiên Sương giống như cầm cỏ nhỏ trải qua giông bão, không còn một chút tinh thần nào. Nhiếp Duy Sơn cũng hơi luống cuống, hất cằm lấy cánh tay của đối phương hỏi, Sương Nhi, những chuyện đó không quan trọng, tớ có thế nào thì cậu cũng thích tớ đúng không? Doãn Thiên Sương nói như đang tụng kinh, tớ phải sắp xếp lại đã, hiện tại tớ đang rối không thể hiểu là thích cậu hay là ngưỡng mộ cậu nữa, tình cảm trở nên phức tạp, cậu không phải là người mà tớ biết trước kia. Nhiếp Duy Sơn cũng bực bội tới mức muốn ói cả máu. Hắn đã phải chờ bao nhiêu ngày thì mới được tới ngày thi đấu, rồi lại còn đợi từ lúc thi đấu xong cho tới bây giờ, và kết quả là Doãn Thiên Sương nói với hắn, không rõ là thích hay là ngưỡng mộ. Mẹ nó, ai có hứng thú với cái việc được ngưỡng mộ hả? Doãn Thiên Sương cũng ngơ ngẩn rút tay về rồi nói, anh Sơn, về nhà thôi. Được, sau này cậu cứ gọi tớ như vậy đi. Nhiếp Duy Sơn quay người đi thẳng thế nhưng bước chân thì lại rất ngắn. Hắn đã nghĩ xong rồi, nếu đi tới đầu hẻm mà Doãn Thiên Sương còn chưa sắp xếp rõ ràng thì hắn sẽ ném cái đệm sau xe in đạp đi. Còn việc quá đáng khác thì hắn không nỡ làm. Ánh đèn đời đường cái chập chờn, tiếng nhạc từ trong siêu thị phát ra đột nhiên Doãn Thiên Sương dừng bước chân. Chờ đã, tớ muốn nghe hết bài hát này rồi mới đi. Là bài hát Tai Họa Ánh Trăng ấy, cậu đầu tiên đó là tất cả đều là lỗi của em, đã yêu anh một cách quá đáng dễ dàng, khiến cho anh vô tình thỏa mãn với niềm hư vinh của tình yêu. Doãn Thiên Sương tiến lên hai bước, đến gần Nhiếp Duy Sơn rồi chợt nghe thấy câu thứ hai. Tất cả đều là lỗi của em, sự nôn chiều mà em dành cho anh là một điều mê hoặc. Cậu đi tới trước mặt Nhiếp Duy Sơn không kiềm chế được lòng mình mà cũng hát lên. Tất cả là lỗi của em, ở trong ánh mắt em luôn ẩn chứa sự mông lung khiến người vừa thương vừa yêu. Tất cả đều là lỗi của em, sức mỏng tình si của em giống như một lời nguyền. Đầu óc của Doãn Thiên Sương lại bắt đầu trở nên trống rỗng, ký ức cũng dần dần nối tiếp với giây phút chạy đùa trên thao trường. Nhiếp Duy Sơn đều cầu thấy bệnh viện bó bột trên đường còn dừng lại để ngắm nghía chó đất nhỏ. Sinh nhật nhận được một cặp nàng, khi cậu bị giẫm đạp trên đất, dù với ra sao thì cũng không thể nắm lấy. Nhiếp Duy Sơn cũng biến mất mấy đêm liền, là đi bày hàng chợ đêm kiếm tiền mua cho cậu một đôi giày. Lúc suýt chút nữa thì đã rơi xuống cầu, cậu kinh hồn bản phía ôm chặt Nhiếp Duy Sơn cũng không buông. Nhiếp Duy Sơn nói không cần biết cậu nghĩ thế nào, đều sẽ đối xử với cậu tốt như trước kia. Còn cả mảnh phải đó bọn họ đã viết giờ thế nào rồi, Bồ Tát có nhìn thấy hay không? Những bản tình ca có xúc tác của tình cảm có vẻ như là thật, nhưng nếu tình cảm chưa đủ thì có hát 10.000 bài cũng vô dụng. Còn nếu tình cảm đã đủ đầy, chỉ cần bước tới thêm một bước
thì bất cứ một bản nhạc nào cũng có thể khiến con người ta tỉnh ngủ. Giang Thiên Sương nói với đôi mắt đỏ ửng, tớ không sắp xếp nữa. Khi đã được em yêu thì còn có thể vì ai mà khờ dại. Anh thừa nhận tai họa đều là từ ánh trăng. Ánh trăng ấy quá đẹp và em thì quá dịu dàng. Nhiếp Duy Sơn giữ lấy sau gáy đối phương cũng đỏ mắt nói, hát tiếp đi, hát cho bài cho tớ được không? Anh thừa nhận tai họa đều là lời thề ước, cứ ngọt như đường như mật khiến lòng người rung động, dù trái tim sắt đá thế nào cũng trở nên mềm mại. Sán Thiền Sương ôm lấy Nhiếp Duy Sơn còn chưa ôm vững đã bị kéo đi. Cậu nhắm lại hai mắt mà hát, tình ý phải ra sao mới có thể khiến hai người cùng một đời để hứa hẹn. Trong con hẻm tối phía sau siêu thị, chỉ có một ngọn đèn phớ lung lay vì gió thổi. Trên mặt đất còn nước mưa từ mấy ngày trước chưa kịp bốc hơi, từng vũng lan tàn gần xóm. Sán Thiền Sương dựa lưng vào tường, áo khoác vào bên ngoài cọ lên lớp bụi mỏng trên tường, nhưng cậu không quan tâm được nữa vì Nhiếp Duy Sơn hôn cậu, đang hôn cậu. Đôi môi từng gọi tên cậu, từng dỗ dành cậu, từng trách mắng cậu giờ này đang gầy áp lên đôi môi cậu, cứ tấn công về phía cậu lúc nồng nút sâu. Cậu không để phòng thủ hay có thể nói là không giữ lại một chút nào. Hai mắt nhắm lại vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng. Khi mở mắt ra thì có thể trông thấy hàng mi của Nhiếp Duy Sơn, tất cả đều đẹp đẽ như thế. Tới lúc tách ra cả đôi môi nóng hầm hập, gió lạnh thổi qua giống như đang ngậm một mảnh bạc hà. Nhiếp Duy Sơn buông đối phương ra rồi lùi về sau một bước rồi bỗng nói, có phải cậu mùa âm nhạc không vậy? Doãn Thiền Sương cũng từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối bắt đầu lên cơn. Vóc sáng 1m8 lúc này chợt trông thật nhỏ nhắn. Cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Nhiếp Duy Sơn. Tớ hỏng giọng thì cậu cũng hỏng tai. Nhiếp Duy Sơn lại một lần nữa đứng trước mặt Doãn Thiên Dương nói, cậu cũng đã hát cho tớ rồi, không được dở trò. Nước mắt cũng ngẩn ẩn trong đôi mắt của Doãn Thiên Dương. Chưa hát xong thì chưa tính. Bài hát phát ra đã thay đổi. Nhiếp Duy Sơn vươn tay cuốn lấy đối phương, chóp mũi đặt lên trên tóc của đối phương đoàn nói, vậy thì tới hát hết cho cậu, cậu nghe cho rõ đấy. Anh thừa nhận tai họa đều là từ ánh trăng ấy quá đẹp và em thì quá dịu dàng. Nhiếp Duy Sơn cúi đầu nhẹ nhàng ngửi phần tóc trước trán của Doãn Thiên Dương. Thiên Dương ôm lại hắn rồi vùng vẻ in một dấu hôn lên mặt. Hắn áp sát vào tai của đối phương rồi mở miệng, có thể nghe thấy được âm thanh bọn họ cùng cất lên. Với có thể khiến tôi trong khoảnh khắc ấy chỉ muốn bên người tới bạc đầu. Ê, vậy là hai người cũng đã tỏ tình rồi. Ngày mai sẽ là những ngày yêu đương. Hôm nay đọc tới chương 22. 22 là tập 12. Như vậy là còn tới 40 chương nữa đó mọi người ạ. 20 tập không biết có gì trong đấy. Không biết có ngược giống đó thì không. Thôi, kệ. Nghe nói chuyện này bình bình không ngược, ngọt êm dịu và điền văn. Đúng là thể loại của bác Nam mà. Hẹn gặp lại các bạn trong tập ngày mai. Xin chào.